Rồi, hello với cả chào tất cả anh em ha. Sáng hôm nay em lại tiếp tục lên cái lô máy cắt tay. Cũng khá là lâu rồi, coi như là em chưa có quay máy cắt tay này lại cho anh em ha. Đấy. Rồi em giới thiệu luôn là tất cả máy cắt tay loại này thì toàn bộ nó sử dụng điện 100V anh em ha, 100, 110, 120 đều xài được hết. Đấy. Anh em lưu ý cái phần điện này anh em nha. Cái này thì nó hơi khó nhất khó trong cái đồ bãi anh em nha. Tại cái điện điện này là điện 100V, điện nhà mình điện 220. Đấy, anh em nào có cái ổn áp nó mới xài được anh em nha. Chứ cái phần này anh em về cắm vô điện nhà phát là máy điện nắm vỗ luôn á. Rất là khó trong cái phần điện anh em ha. Rồi cái hình thức mua bán thì bên em toàn bộ tất cả mấy cái tay này làm đều bán mù anh em nha. Toàn bộ luôn. Đấy em phân lô, mỗi lô nó sẽ là ba con. Mỗi mỗi lô nó giống nhau, hiệu gì? Makita, Hitachi, nói chung là lô nào nó theo lô đó luôn. Một lô ba con không xé lẻ anh em nha, tại vì này bán mù, em bán cái giá thì nói chung là theo cái giá sỉ rồi anh em về anh em dọn lại anh em nha. Và em nói luôn là tất cả máy này thì có con về gắm điện vô là xài luôn, còn có con về là phải dọn lại anh em nha. Nói chung là hên xui. Đấy, em nhập về sau là em bán dạy luôn chứ không có test gì hết anh em nha. Cái số lượng máy bên em rất nhiều luôn, là cái nào em cái số lượng nó nhiều thì em sẽ có giờ phân lô em bán mù cho anh em về anh em dọn lại hơn hên xui. Có lô giờ sống hai ba con thì có lời, có lô giờ chết ba con luôn là lỗ luôn anh em nha. Cái đó em nói trước luôn. Đấy, nói chung là cho hên xui á, mỗi lô nó sẽ ba con, một cái mã quan trước và một cái giá tiền nằm ở phía sau. Anh em chọn lô nào thì anh em nhớ cái mã số và cái giá tiền của cái lô đó và gọi trực tiếp vào hai cái số điện thoại em để phần phía dưới phần tiêu đề, rồi em sẽ chốt hàng cho anh em. Và anh em vui lòng đặt cọc trước cho em mỗi đơn như thế này, là mỗi một đơn là 100k. Đấy, còn em sẽ trừ lại 100k đó, còn bao nhiêu anh em nhận hàng khui thùng ra đúng hàng của mình anh em nhận và thanh toán sau. Đấy, nói chung nó rất là đơn giản luôn. Rồi bây giờ coi như hết, như lô hồi sáng em mới quay đây bán cũng gần hết rồi, lát nữa là mai em sẽ đóng em đi. Đấy, còn đóng máy đã dọn rồi anh em nha. Đó, máy đã dọn rồi, rất nhiều bao la bát ngát luôn. Rồi bây giờ em sẽ quay từng lô một anh em nha. Đấy. Đây. Lô đầu tiên mã 380. Mã 380 là 600k, ba con boss anh em nha. Đây, công tắc không. Đấy, vẫn còn chạy được anh em nha. Đây. Đầy đủ một con boss. Còn con đây, hàng của Getnami. Vẫn chạy được luôn anh em nha, công tắc không luôn. Đấy. Boss GSW 17 100. Con này mất cái công tắc rồi anh em nha, con này là mất công tắc rồi, cũng chạy luôn anh em nha, không cứng anh em không. Đó, ba con rồi, ba con boss này giá của nó là 600k, mã 380 600 anh em nha. Đấy. 380 600. Rồi con này là 381 là 400k, ba con Makita. Đấy, ba con này Madinja băng này 720W. Đấy, vẫn còn chạy anh em ơi, mất dây thôi. Rồi con này mất cặp thang. Con này chỉ lắp được tí xíu thôi, mất cặp thang rồi anh em nha. Cũng mai lên gia băng luôn, mất cặp thang, mất dây. Đấy. Rồi con này 300, con này chạy luôn nè anh em ơi. Con này cũng mất dây luôn. Mã 300 đưa điện thoại vô nghe thôi. Em quay cho. Rồi. Từ để em chỉnh camera tự em quay luôn. Đây. Đó. Cái này thì ba con mã 381 400k ba con này anh em nha, ba con Makita 381 ba con. Rồi cái này 382 cũng 400k luôn, ba con. Rồi con này cứng anh em nha, con này nó hơi cứng nè. Đấy, con nó cứng. Rồi cái con này thì chạy đầu chạy anh em nha, con này đó, cũng chạy mà kêu rộc rộc. Con này cốt 120. Rồi con này ba con đều mất dây thang, một con này mất nè, một con này mất cặp thang nè. Con này thì còn. Rồi, ba con này mã 382 400k ba con. Đấy. Makita. Không có dây điện anh em nha. Rồi. Rồi con này 383 350. Con này cứng anh em nha. Đó. Một con này Hitachi. Đó. Hitachi. Lô này Hitachi, con này cứng nhưng mà nó còn lại có dây điện đầy đủ anh em ha. Đây. Dây điện đầy đủ luôn. Đó. Còn con này ngoại hình có ok, hàng Hikuki. Sản xuất 2019, tháng 7 2019. Rồi, đầu cổ quay anh em nha. Đầu cổ vẫn còn quay, không có dây điện, hình như nó bị mất cái công tắc luôn rồi anh em nha. Nó này bị mất cái công tắc luôn rồi. Đấy. Rồi con này có dây điện nhưng mà coi như dây bị đứt rồi anh em nha. Đây.
đầu cũng cứng luôn. Đấy. Con này cũng Hitachi luôn. Này sản xuất 2005. Này đời cổ. Đấy. Rồi ba con. 383, ba con này 350k anh em nha. Đấy. 350k, giờ dọn sóng con là quầy vốn. Hai con có lời, ba con lần nữa. Lời thêm, chết hết ba con lỗ, không bao nhiêu hết anh em ha. Lỗ tầm 100.000 thôi. Rồi ba con này 384. Quay vô đây nha. Con này là con Hikuki. Con Hikuki sản xuất 2020 luôn anh em nha. Đây. Sản xuất 2020 tháng 6 2020. Con này cốt 120, đấy, vẫn còn quay bình thường anh em nha. Công tắc không. Đấy. Con này có dây nhưng mà còn dây của nó bị cắt rồi anh em nha. Đấy, bị đứt rồi. Một con. Con này 384, 500k ba con này. Ừ, đến tự quay ra. Ấy chị quay cho cầm ấy. Từ từ chị cầm. 384, cái này chạy như mà kêu anh em nha. Đó. Con này mất cặp thang nè. Mất một bên thang thôi chứ không phải là mất một cặp. Đây, dây điện vẫn còn cột luôn em ạ. 384, 500k là ba con này. Con này vẫn còn dây rinh luôn anh em nha. Đó. Rồi, đầu con này chạy luôn. Đấy. Con này sản xuất 2011. Ba con Hitachi. Mã 384, 500k anh em nha. 384. Và này 385. Cái này là ba con Ryobi. Rồi, con này có dây mà không có đầu cắm. Một con Ryobi vẫn còn chạy anh em nha. Hàng này hàng ba con này ba con Ryobi giống nhau. Mà con này thì có đầy đủ dây điện. Mà cứng luôn anh em nha, đầy đủ dây điện luôn đây. Đấy. Hai con này là con Ryobi thứ ba. Đấy. Này mất ở đây, công tắc vẫn còn. Rồi ba con này chạy. Ba con Ryobi này mã 380. Đúng rồi. 385, 350 ba con anh em nha. Và toàn bộ lại bao ship anh em nha. Quên đi. Hồi nãy em quên giới thiệu là toàn bộ máy bên em là bao ship hết anh em ơi. Chỉ bao ship thôi ạ. Bao ship thôi, không bao sóng anh em ơi. Không bao sóng anh em nha. Rồi con ba con này là ba con Makita. Cái này là mất công tắc rồi anh em nha. Con này mất công tắc rồi. Vẫn còn chạy nè. Makita, Makita đời này đời vỏ nhôm nó là mất rồi, cái tem nó mất rồi. Đây. Con này đời cái loại này là 600W. Đấy. Có con này là con chà đây. Con này anh em bỏ mấy cái lưỡi cắt vô được anh em ha. Đó. Có ống hút bụi, con này nó hầm hố hơn. Và nó là có dây điện luôn anh em nha. Đây. Đó. Con này cũng vậy luôn. Có dây điện, vẫn còn cột luôn đây anh em ha. Đấy. 386, 500k anh em nha, ba con. À, con này thử quay không? À, quay luôn anh em nha. 386, 500. Rồi con này 387, 450 anh em nha. Một con quay nè. Con này nó bị mớp cái vỏ nhựa ở đây anh em nha. Đây, bị mớp vỏ nhựa ở đây. Và đứt dây điện, công tắc thì vẫn còn. Hàng Mitachi. Thang thiết vẫn còn đầy đủ, ngoại hình thì ok. Rồi, con này là dây nối anh em nha. Đó. Đầu nó hơi cứng nè. Quay được nhưng mà nó không nhẹ anh em nha. Đấy. Lưỡi thang thiết đầy đủ, hàng Hitachi luôn. Và con này nó mất dây điện rồi nè anh em ơi. Nó mất cái dây điện, nó lỗi trong nè. Đấy. Vẫn quay được anh em nha. Rồi. Cái này cứng anh em nha, không phải quay được đâu, này cứng nè. Đó, em quay cục đá thì viên đá nó dặn chưa cứng á. Đấy. Này chạy. Rồi ba con mã 387, 450k ba con này nè nha. 387, 450. Rồi, này 388. Con này thì dây điện bao dài luôn em ơi. Ủa. Dây bao dài luôn mà dây thì dây nối anh em nha. Đó, dây này dây nối. Con này vẫn chạy anh em nha. Đầu vẫn chạy. Dây nối anh em nha, dây bao dài luôn. Còn con này là dây rin. Vẫn chạy luôn anh em nha. Con này dây rin. Nói chung là máy này thì em test thì cũng rất là đơn giản luôn, nhưng mà số lượng thì nó rất là nhiều, cho nên em bán theo lô, bán nhanh hết hàng anh em. Chứ không phải là coi như là em không test được. Đấy. Máy điện mà sao test không được được. Điều số lượng nó nhiều lắm, còn này bao la luôn này, bắt ngắt luôn. Số lượng quá nó quá nhiều, bán nhanh hết, nhập hàng khác. Đấy, ba con.
ba con Makita giống nhau là 388 500k ba con này nên nha, 388 500. Bán nhiêu này mấy anh bán đi. Đấy. Đấy. Ủa, này 389. Ba con này chưa quay. Rồi, hai con cứng, ba con cứng. Con này chạy anh em nha. Có con này cộng dây rin nè. Dây rin mà chạy. Đầu nó chạy chứ không phải là máy nó chạy anh em nha. Rồi để test test miếng nhựa ở đây, không sao đâu. À miếng nhôm nhá. Test miếng ở đây. Mất cặp than. Đấy, con này mất cặp than. Con này thì cứng nè anh em ơi. Con này cũng cứng luôn. Mất dây luôn. Tắt thì còn. Rồi, ba con Makita này. Giá của nó là 350k. 3895 350 anh em nha. Rồi con này 390. Này dây điện gì rối não em. Sắp xếp rồi còn nói. Một con. Ba anh này thì dây rin hết anh em ơi. Đây. Con này nó bị cũng lấm lởm cái miếng nhựa ngay đây, ấp dặn vô. Cứng quá hay sao á, đó nó bị lởm miếng này nha. Con này là Makita 9500N. Đó. Cái này cũng vậy, Makita 9500N chạy nè. Chạy luôn anh em nha. Rồi cái này cũng chạy luôn. Đấy, ba con đều dây rin hết anh em ơi. Rồi. Mã 3854. Ủa phải, mã này mã cũ. Đấy. Mã này mã cũ anh em nha. Còn mã mới của nó rồi. 390 500k anh em nha, ba con. 390. Ba con dây rin hết. 391. Cái này thì 400k anh em nha. Này con Hitachi. Sản xuất 2017. Đấy, một con đầu chạy nè. Đầu cổ bình thường, than mất cộng dây điện thôi. Đấy. Một con anh em nha. Con này cũng Hitachi luôn. Một con này sản xuất 1998 luôn. Đó. Đầu con này cứng anh em nha. Đó. Rồi có con này dây rin nè. Dây rin máy đẹp nhưng mà cái đầu nó cũng không chạy luôn. Con này sản xuất 2007. Nói chung là mấy cái đầu này là nó đổi năm sản xuất lên trên tem luôn. Đấy, dây rin ba con. Mã 391, ba con này 400k anh em nha. Rồi ba con Koshi. Đây, ba con Koshi này. Một con này không có dây điện nè, chạy nè. Đấy. Rồi, cặp than này nó bị mất cái nắp than rồi anh em nha. Đây. Bị mất cái nắp than rồi. Bên này thì còn nắp than nè. Mất luôn. Mất luôn nắp than luôn. Công tắc bật. Đây, Koshi là hàng công tắc bật hết anh em nha. Đấy, ba con này công tắc ấy nè. Công tắc con này thì bị rồi. Con này. Dây rin anh em nha. Đó. Con này dây nối chứ không phải dây rin luôn. Dây nối là đợt đời tử em chắc nó cũng nối dây rồi vô rồi. Đó. Con này là coi như là nó bỏ cái mũi phay anh em nha. Đây nó bỏ là cái mũi phay. Đó, con Koshi này bỏ mũi phay. Ba con. Đầu này chạy đó. Này bỏ mũi phay. Rồi. 392, 350 anh em ơi. Con này 393 là ba con Toshiba. Rồi ba con Toshiba này nó là 400k. Này chạy mà hơi siết anh em nha. Đó, nó không chạy ngon lành lắm. Toshiba. Rồi, một con. Này thì cột dây quấn hai con, này cũng Toshiba luôn. Anh này cũng dây rin luôn anh em nha, ba con Toshiba. Này chạy luôn. Rồi ba con này 400k anh em nha. 393. 393, 400k ba con. Đấy, bỏ anh ký cho anh em coi thử bao nhiêu ký, tiền ship nó bao nhiêu anh em biết nè. 6 ký này mà. 393 400k ba con anh em nha. Đây 394 350. Này là Hitachi. Một con này. Con này có dây điện mà dây xấu lắm, không có đầu cắm luôn. Hai con nè. Này ba con nè anh em nha. Rồi ba con đều quay hết. Đấy. Rồi 394, này mã cũ. 394 350k anh em ơi. Đây. 394 350 ba con. Bỏ vô kia. 395 250, ba con này là ba con Trung Quốc xuất Nhật anh em nha. Chạy nè. Chạy luôn. Cái này cứng, một con cứng. Rồi, con này dây rin. Cứng.
con này dây rinh có đầu mỡ luôn, chạy. Con này không có dây, mất thang luôn em ơi, chạy luôn. Rồi ba con, ba con này 250k anh em nha, 395, 250, ba con Trung Quốc cũng được. Đưa mày. Rồi có ba con này 396, 350 luôn. Rồi một con chạy lên đây anh em nha. Con này là con Hitachi 396, một con chạy. Con này cũng chạy luôn. Dây điện. Đây có đầu cắm đây anh em nha. Đó. Dây quấn băng keo rồi. Con này cũng con Hitachi luôn. Con này cứng này anh em nha. Đấy, con này cứng nè. Chạy được cái con ốc thôi chứ cái nhông thì nó cứng á. Cũng Hitachi luôn. Đấy, Hitachi luôn anh em ơi, ba con. Rồi 396. Một con cứng anh em nha, 396 là 350k anh em ha. Bao ship anh em nha. 396, 350. Rồi con này 397. Con này mất dây điện rồi anh em nha. Đó. Mất dây điện rồi, làm biến đó, nói dây không có thời gian nói, bán luôn, bán mù luôn anh em nha. Dám chơi không? Đây, lưỡi của nó đây anh em nha. Lưỡi con này, hàng con này con Makita. Đấy, lưỡi hợp kim. Đó, nó mòn anh em ạ, lưỡi con này nó cũng mòn. Ủa đâu phải lưỡi hợp kim đâu, lưỡi này lưỡi răng thưa chứ không phải lưỡi hợp kim đâu anh em ha. Đó. Lưỡi răng thưa, không phải lưỡi hợp kim. Đấy, ngoại hình thì còn ok, con này xài lưỡi 230 đến 235. Lưỡi 235 anh em ha. Này nó xài lưỡi 235, 1130W. Đấy, ngoại hình thì còn ok anh em nha. Đấy, nói cho bán mù con này anh em nối với điện cho nó chạy anh em nha. Nhìn em thấy. Rồi 200, 397, 450 anh em ơi, 398, 300 cha, 300k. Con này là con cắt gì đây anh em ơi, nó có cái đẩy to để lùi như thế này, có thông số và nó là như bằng nhôm, đới là bằng nhôm anh em nha. Đấy. 398, 300k con này. Đấy. 398, 300 này, 399, 700k con này anh em nha. 399, 700. Con này là con bắn tì laser. Đây. Bật lên nó còn sáng này. Đó. 4 đường anh em nha. À, 1 đường nhá. Đây, chốc đầu xuống đây. Đây. Cái đầu của nó là nhiều bắn gạch men á. Vẫn còn sáng anh em nha. Con này là LTC M65. Chân cản thì còn ok hết anh em ơi. Đó. Hàng này hàng hình chứ không phải là hàng Trung Quốc đâu anh em nha. Đấy. Mở lên, tắt là mở lên, tắt. Rồi, mã cuối cùng luôn á anh em ơi. 399 cho nó đẹp số, 700k, bao ship bao sóng con này anh em ơi. Đấy. Em lên mười mấy 20 lô máy cắt tay này, anh em ủng hộ được con lô nào, anh em ủng hộ ha. Em rất là cảm ơn luôn. Anh em vào xem kênh cho một like bấm kịch kịch vô anh em ha. Lúc nào rảnh tay á, anh em bấm nha. Rồi. Xin cảm ơn tất cả các anh em luôn ha. Đây, như lô hàng này đây. Em chưa test luôn. Chuẩn bị dọn bãi rồi. Máy phát điện bán gần hết rồi anh em ha. Đây. Còn mấy con thôi. Máy phát điện chiều 8 con anh em nha, bao ship anh em ha. Anh em nào tới cho gọi điện thoại tới chốt chiều 8 con nào nóng như con máy đủ đồ hết anh em nha. Đấy, nãy em quên lên mã luôn. Bao cho anh em không cứng là nó như thế này, đó. Đấy, bao cho anh em không cứng, con này là Shindawa EG21S. Shindawa EG21S anh em ha. Con nào giống như con nấy đó. Đấy, anh em nhìn nữa, đầu Robin EI20. Robin EI20. Còn 2467. 2467 7 con. Đấy, 1 triệu 8 một con anh em nha, bao cho anh em không cứng và con nào nó cũng y như con nấy thôi, không khác cái gì hết. Đấy, bữa giờ coi như mười mấy 20 con bán còn có 7 con thôi. Nãy em quên lên mã em ghi luôn em, quay luôn. Anh em nói chung là anh em cứ chốt mã máy phát điện hai Shindawa 2kg là 1,8 triệu một con, bao ship, không bao sóng, nhưng mà bao cho anh em không cứng, còn nào cứng là em sẽ bán giá khác rồi. Đấy. Đây anh em ha. Rồi, em xin cảm ơn tất cả anh em ơi, em kết thúc video ở đây, chào tạm biệt anh em nha.